Thưa quý vị, đời sống văn hóa dân gian của người Việt gắn liền với nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật đặc sắc. Trong đó có dòng tranh dân gian như tranh Đông Hồ, tranh Hàng Trống ở ngoài Bắc và tại Huế là tranh Làng Sình. Khác với dòng tranh dân gian ngoài Bắc, tranh Làng Sình chủ yếu phục vụ cho nhu cầu tín ngưỡng trong dân gian. Tại xã Phú Mậu, quê hương của dòng tranh dân gian này, nhiều lớp học buổi tối đã được tổ chức để các nghệ nhân truyền nghề cho con cháu. Phản ánh của nhóm phóng viên chương trình. Từ xa xưa, nếu như vùng Kinh Bắc nổi danh với tranh dân gian Đông Hồ, Thăng Long Hà Nội vang tiếng với tranh Hàng Trống, thì cố đô Huế lại mang những nét văn hóa riêng biệt với dòng tranh dân gian Làng Sình. Trải qua biến thiên của lịch sử, tranh Làng Sình vẫn gắn bó mật thiết trong đời sống tâm linh của người dân xứ Huế. Sự tồn tại và tiếp biến của dòng tranh độc đáo này là minh chứng cho sức sống bền bỉ của văn hóa truyền thống dân gian trong cuộc sống đương đại. Gìn giữ sức sống cho tranh Làng Sình là niềm mong mỏi, hay nói đúng hơn, đó là sự mình đang được trao cho thế hệ con dân Làng Sình hôm nay. Cái nghề này là nghề của ông cha tổ tiên để lại. Từ năm 1474 đến bây giờ. Nhưng mà dần dần á, người ta là quay lưng với nghề là cũng sợ bị mai một. Tôi rất sung sướng là được là mở cái lớp dạy nghề này để gìn giữ lại cái làng nghề truyền thống của dân làng. Cứ đều đặn 3 buổi trong một tuần, trong không gian sinh hoạt cộng đồng tại đình làng Lại Ân, xã Phú Mậu, lớp học vẽ tranh Làng Sình lại trở nên rộn ràng. Dưới sự chỉ dẫn tận tình của nghệ nhân Kỳ Hữu Phước, hơn 20 học viên là người làng lại chăm chú tiếp thu những công đoạn để chế tác nên một bức tranh dân gian Làng Sình. Lớp học được tổ chức vào buổi tối, bởi ban ngày mọi người đều phải bận rộn công việc mưu sinh. Học viên của lớp học từ lao động chân tay cho đến cán bộ nhà nước, từ già cho đến trẻ. Họ đến đây vì một mục đích chung là góp phần bảo tồn và gìn giữ nghề truyền thống của cha ông để lại. Tôi là một người nông dân ở cái Làng Sình này, thì cũng tranh thủ đi tuyên truyền và vận động bà con, nói riêng là Làng Sình mà nói chung là xã Phú Mậu, để cho bà con là đến là học cái lớp học mà tranh dân gian của Làng Sình này. Tôi học với là phương cách là tôi sẽ về để truyền đạt lại cho các cô giáo trong trường mầm non, và các cô giáo sẽ truyền đạt lại cho các cháu để là biết được đó là một cái làng nghề văn hóa của địa phương mình. Tại lớp học, các học viên được nghệ nhân Kỳ Hữu Phước hướng dẫn một cách chi tiết từng công đoạn để hoàn thành một bức tranh. Nét độc đáo ở tranh Làng Sình là màu sắc. Mỗi bức mang một nét riêng. Tông màu chính là xanh, đỏ, đen, vàng, tím. Bộ cục màu được quy định chặt chẽ nhưng không hề đơn điệu, bởi sắc màu tươi tắn cùng đường nét tự nhiên. Mỗi đêm học, nghệ nhân Kỳ Hữu Phước chỉ tiến hành dạy một công đoạn để đảm bảo cho các học viên vừa tiếp thu được những kỹ thuật làm tranh, vừa nắm bắt và ghi nhớ rõ từng công đoạn chế tác. Bên cạnh ba chủ đề chính của dòng tranh dân gian Làng Sình, đó là tranh nhân vật, tranh đồ vật và tranh súc vật. Tại lớp học này, nghệ nhân Kỳ Hữu Phước cũng đã truyền dạy lại những dòng tranh mà ông đã kỳ công sáng tạo ra trong suốt cả cuộc đời gắn bó với nghề. Năm 2002, khi mà người Pháp qua tổ chức cái festival cho Thừa Thiên Huế mình đầu tiên, khi đó là có cái ban nhạc cung đình của Huế. Bắt đầu là tôi mới có cái ý tưởng, chính bản thân tôi có cái ý tưởng đưa ra cái bộ bát âm là 8 cố cầm 8 nhạc cụ nhạc cung đình Huế. Trong làng á, là có cái lễ hội vật hàng năm rất lớn, ngày mùng 10 tháng Giêng. Thì trước khi hội vật
thì tổ chức các cái trò chơi. Nào là kéo co nam nữ, nào là bịt mắt bắt vịt nam nữ. Các cụ già thì tổ chức vài ngày bơi chòi cho mấy cụ già chơi. Xong rồi đến ngày mùng 10 là xong vô vật. Tôi mới phát hiện ra là vẽ ra là cái bộ tranh trò chơi dân gian. Bốn thế vật của làng sinh và kéo co nam nữ. Ông cha tổ tiên mà để lại thì mình phải gìn giữ cả hàng trăm năm rồi. Về làng sinh thì phải biết tranh làng sinh. Đó là câu nói dứt khoát của nghệ nhân Kỳ Hữu Phước khi nhắc đến vùng đất này. Và tranh làng sinh ở đây như là một thương hiệu định danh cho văn hóa của vùng đất nơi đây. Ở cái tuổi 78, hơn lúc nào hết, nghệ nhân Kỳ Hữu Phước mong mỏi sẽ hoàn thành một nhiệm vụ thiêng liêng mà ông coi là di nguyện của cuộc đời mình. Đó là trao truyền lại nghề chế tác tranh làng sình cho các thế hệ con dân của làng. Bởi theo ông, giữ được văn hóa, nghề nghiệp của cha ông chính là giữ được gốc rễ nơi mình sinh ra. Và những lớp học rộn ràng như thế này chính là cơ sở để tin rằng dòng tranh làng sình sẽ là một mạch nguồn văn hóa sống động, tồn tại và tiếp biến trong nhịp sống đương đại.